Đấy, rắc đều tay này. Ôi nhiều quá. Nhiều quá. Cái loại này hạt nhỏ. Đấy đúng rồi, rắc rắc. Rồi. Đằng kia đang thiếu kìa, đằng góc đấy đấy. Không dàn đều ra. Rồi ok. Trên nữa. Đấy. Đấy, con lấy một gói hạt giống đi. Đây này, không cắt ra này. Đây cải bó xôi chịu nhiệt nhé. Cải bó xôi. Đó. Hoặc là rau mồng tơi cũng được. Rau mồng tơi đi. Cải bó xôi đi, cắt đi. Đậy, đậy hết lại. Đậy, lấy cái nắp này. Nắp này, đậy hết lại. Đậy kín vào nhá. Nếu không gió nó thổi bay mất. Đậy, đậy, đấy. Dí sát xuống, đây này. Dí sắt này, đấy, đấy, đúng rồi. Đấy. Đấy, cái này cũng thế. Cái này bên này, hai thùng này, mấy thùng này cũng thế này. Hai thùng này. Đây, con này đốt hai thùng này này. Còn thùng này không phải đậy nhá, thùng này là nó lên rồi. Kia, nóc kia đây. Rắc nhiều vào nhá, rắc dày vào. Con rắc dày vào. Đấy. Đấy xong con đậy nắp vào. Đấy là cái nắp kia, đậy kín vào. Thế bây giờ mà con muốn gieo ở trên cái thùng kia, con bước lên đây này, dẫm lên ở giữa này. Đấy. Thì gieo được. À vẫn với được à? Ôi, chỗ này thiếu à, thiếu thùng này thiếu thì lại lấy thêm một gói nữa. Vẫn là phải cả bó xôi. Nắp ở dưới này nhiều con nhé. Nắp này, nắp này. Nắp ở dưới này này. Phải vào lớp chưa? Ờ, thế vào lớp đi, cứ để đấy cho bác.